Xin chào tất cả các bạn. Trong chương trình ngày hôm nay thì Di xin giới thiệu cho các bạn một tiết mục ảo thuật về bài vô cùng đặc biệt. Và ở đây trên tay của Di có một bộ bài vô cùng bình thường. Vậy bạn có thể giúp mình cháo bộ bài lên không? Hãy cháo thật đều lên. Được chưa? Sau đó ấy, mình sẽ hỏi bạn này, từ A cho đến K ấy, thì có phải là có 13 quân đúng không? Có 13 quân này, bởi vì có Di là 11 này, Quy 12 và K là 13. Vậy thì bây giờ mình muốn bạn chia cho mình thành những cái phần mà có tổng bằng 13. Nó sẽ như thế này nhé. Ở đây này, ở đây chúng ta có số 5 đúng không? 5 này, 6, các điều nhé, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Thế thôi. Vậy chẳng hạn như ở đây là Z này đúng không? Z là bao nhiêu? 11. 11 đúng không? 11, 12, 13. Đây là bao nhiêu? 10. Đây là bao nhiêu? 10. 10 này, 11 này, 12 và 13, bạn hiểu chưa? Bạn hiểu chưa? Bây giờ bạn tiếp tục bạn làm đi. Hãy vừa làm vừa đếm nhé. Hãy chia xuống cái này. 11, 12, 13, tiếp. 9, 10, 11, 12 và 13, tiếp. 10, 11, 12, 13, tiếp. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 và 13 đúng không? Vậy thì ở đây trên tay của chúng ta vẫn còn dư một vài quân. Bây giờ ở đây được chúng ta có bao nhiêu phần? Ở đây chúng ta có 7 phần đúng không? Bây giờ như này nhé. Mình muốn ở trong 7 phần này, bạn hãy chọn cho mình 3 phần mà bạn thích nhất. Ok? Hãy chọn cho mình 3 phần bạn thích nhất nhé. Sau đó bạn hãy úp mặt của chúng nó xuống. Hãy úp mặt 3 phần xuống. Vậy thì chúng ta còn 4 phần còn lại. Bạn hãy lấy 4 phần còn lại đấy, thu về một bộ và cháo nó lên. Bạn đồng ý không? Rồi. Ok, hãy làm đi. Tôi sẽ quay mặt đi này. 3 phần úp lại đúng không? Đúng rồi, hãy úp nó xuống. Úp mặt nó xuống, đừng thu về nhé. Còn 4 phần... 4 phần còn lại hãy thu về thành một bộ và cháo lên. Hãy cháo cùng với cả con bài này nữa. Cháo lên. Khi nào xong hãy nói với mình. Xong rồi. Xong chưa? Ok. Vậy thì ở đây là có 3 phần đúng không? Vậy thì trong 3 phần này, bạn hãy chọn cho mình một phần bạn thích nhất. Đây phần này không? Hãy để im lại, để im lại. Và bây giờ bạn hãy lật quân đầu tiên của hai phần này lên. Còn lại. Ok, tiếp theo phần này. Ồ, bạn biết không? Ngay từ khi mà bạn bắt đầu nhấc hai con này lên ấy, là tôi đã có thể đoán được con bài này là con này gì đã. Thật không? Thật, bởi vì là từ cái lúc mà bắt đầu bạn cháo bài ấy, hay là bạn chia ra ấy, là lúc đấy tôi đã đọc được suy nghĩ rồi. Đây, tôi sẽ làm cho các bạn xem nhé. Bây chẳng hạn tôi sẽ bỏ đi một số bất kỳ, chẳng hạn như số 10 đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tôi sẽ bỏ đi 10 quân, bạn đồng ý không? Ở đây là số 2 này. 1, 2, số 5 này. 1, 2, 3, 4, 5. Vậy thì ở trên tay của mình có một vài quân đúng không? Vậy thì tôi đã bỏ đi một cái số của tôi cộng với cả hai số của bạn đồng ý không? Vậy thì ở đây trên tay của tôi còn một vài quân này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10. Ok? Vậy thì tôi có thể chắc chắn được với bạn đó là cái quân bài này chính là quân bài 10. Bạn có tin không? Thử xem. Vậy hãy nhắc quân bài lên. Và nó chính là quân số 10. Hãy giơ cho khán giả xem. Đó. Vậy thì bằng cách nào để thực hiện tiết mục ảo thuật này? Ngay sau đây thôi chúng ta sẽ được giải đáp. Ok. Và bây giờ thì Di sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để thực hiện tiết mục ảo thuật này. Đầu tiên để thực hiện nó, các bạn sẽ cần có một bộ bài bình thường. Và kế tiếp là một điều vô cùng quan trọng, đó là các bạn phải có một bộ bài đầy đủ 52 quân từ As cho đến K và đều 4 chất cơ dấu bí tép. Đó. Ok. Và kế tiếp, đó là đây là một cái tiết mục, nó vừa mang tính chất ảo thuật nhưng nó vừa mang tính chất toán học. Đó. Và để thực hiện nó vô cùng đơn giản,
Các bạn chỉ cần làm đúng như những gì mà chúng ta đã làm thôi. Ok, sau đó chúng ta sẽ mời khán giả cho một quân bài có tổng là bằng 13. Tức là nó là như thế nào? Chẳng hạn như ở đây chúng ta có số 8. Chúng ta sẽ đặt số 8, 9, 10, 11, 12, 13 này, 8 này, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok, tiếp tục ở đây là chúng ta có số 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 4 này. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Z là 11. 11, 12, 13. Các bạn sẽ tự hỏi là chúng ta sẽ chia như thế này cho đến bao giờ? Tôi sẽ trả lời cho các bạn. Đó chính là chúng ta sẽ chia cho đến khi nào cái số lượng quân bài trên tay chúng ta ít đến mức tối thiểu. Tiếp tục 9, 10, 11, 12, 13. K là 13, chúng ta đặt xuống luôn. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Đây chúng ta còn giữ lại 3 con. Ok, và đây chúng ta đã có một số lượng quân rất là lớn. Chúng ta hãy úp 3 con xuống. Và những con còn lại chúng ta sẽ thu về. Chẳng hạn chúng ta sẽ úp 3 phần này như thế này. Đó, đây chúng ta sẽ thu hết tất cả cái phần này về như thế này. Đó. Đó. Sau đó chúng ta sẽ mời khán giả chọn một phần bất kỳ. Đây, chúng ta phải cháo lên đó. Sau đó chúng ta sẽ mời khán giả chọn một phần, chọn phần bất kỳ chẳng hạn trong phần này. Vậy chúng ta sẽ nhấc một con 10, một con quy. Và chúng ta sẽ nói là hai cái con bài này chính là cái con bài sẽ đi tìm ra được cái con bài còn lại, cái con bài mà khán giả đã lựa chọn đó. Và bây giờ sẽ là như thế nào? Giống như lúc nãy tôi đã tự động bỏ ra một số lượng quân bất kỳ và nó là số 10. Các bạn hãy luôn ghi nhớ, chúng ta sẽ luôn luôn bỏ đi 10 quân. Đó là như thế này: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Luôn luôn lúc nào chúng ta sẽ bỏ đi 10 con bài. Kế tiếp chúng ta sẽ cộng với những con mà nó xuất hiện ở trên bàn. Chẳng hạn như ở đây nó có quy là 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 10 này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vậy thì ở đây chúng ta chỉ còn duy nhất hai con bài. Vậy thì chúng ta có thể chắc chắn được rằng cái con bài còn lại này chính là cái con bài dựa trên cái số lượng hai con bài còn lại, đó chính là số 2. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Vậy là trong chương trình ngày hôm nay, chỉ với một bộ bài có đầy đủ 52 quân, là Z đã hướng dẫn cho các bạn một tiết mục ảo thuật vô cùng đặc biệt. Và cái hay hơn nữa đó là chúng ta không cần một chút gì kỹ thuật cả. Các bạn chỉ cần làm đúng y hệt như những cái gì mà chúng ta đã làm thôi. Đó, Z chúc tất cả các bạn thành công với tiết mục ảo thuật này. Và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau. Chào các bạn.